Sáng nay mưa đúng không chị? Chị chả biết mưa không, 8 rưỡi chị mới dậy. Lẽ ra chị ấy xong lâu rồi, tức là sáng nay công ty chị đã có tiếp việc, chị phải chạy cả ra công ty. Trời ơi, tành hết cả mặt rồi. Thôi đi ra đi để ấy trộn cơm. Nào. Ngớm chưa? Ui giời, nó gửi vậy. Ừ, trời ơi, nét ăn xấu lắm đi thôi. Đấy, em xem. Thôi, cắt ở đây vậy. Xào rau chưa? Rồi mà cứ dọn cho đi, dọn cho mâm đi để chị trộn cơm cho mèo đó. Cá nó dính hết cái lưng này. Nướng lại tay. Này, em thấy không, toàn bộ lông cổ của nó là chị cắt hết này. Về em biết không, nó cứ hàng cục 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 cục, cứ bón ở như đây này. Em bảo 10 ngày, trời thì mưa, em thấy sân này nhà chị như thế nhá. Mà chúng nó cứ già nó lân lê bò toài ra đấy. Xong về nó giận em. Em hình dung là giận nó bò lồm ngồm bên nền nhà này chị mà. 10 ngày không chỉ có cho ăn thôi, không tắm rửa gì, không dọn dẹp gì. Rồi ôi sợ lắm thôi, chị nhớ cái hôm bị về bông á. Anh ấy chị bảo là giận nó bò lên đen cả mặt của bông lên. Thế mà sợ thế mà. Chị về tắm mấy ngày liên tục đấy. Em hình dung là chúng nó ăn gì ở đáy xong nó không lăn lê bò toài ra cái sân giếng này chị. Nước mưa nó đặc biệt, nước mưa em biết nước mưa mà vào đầu mình thì chị là nó ngứa như nào. Nước mưa mấy ngày vào, chục ngày vào người chúng nó làm sao nó không hóa giận đâu. Nhà chị vậy cũng rộng nhiều, nhiều phòng. Nó cứ thông nhau, nếu chả phòng nào là phòng nào à. Thế nên là chị, nếu nhà chị mà thuê nhà nó có phòng riêng hẳn, riêng biệt thì chị cho chúng nó vào một phòng ngay. Nhưng mà em thấy có phòng nào ra phòng nào đâu, nó cứ thống thế. Nhốt được chúng nó đâu. Mà bảo bây giờ em bảo già cái gì. Mà cứ đóng cửa, nhiều khi mình nhớ nhưng người khác không nhớ cho mình đâu. Sáng nay chị vừa bảo với chồng chị bảo ấy, em nói cho anh biết. Mất mèo thì cháu anh cũng biến ra khỏi nhà luôn. Thả lấy nó ra, nó đi sinh năm 91 mà. Cứ mà suốt ngày cầm điện thoại nhắn tin đường yêu, chả gì lít gì cả. Qua về mình đã bảo mình là hỏi đóng cửa chưa, và cháu đóng rồi. Nói ra đóng mình cửa kia, chả đóng cửa gỗ gì cả. Mà đã biết là mèo đi mấy ngày rồi. Thì nó biết rồi. Sao chị bảo chứ mày?